có gì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em nha. Ông già gì á? Bên cái động động lá. Chắc ông già đó. Hello, xin chào thưa chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sang Man TV nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồng Vlog. Thế nhà thì hôm nay cũng đã mùng 3 Tết rồi thì Tú và Nguyên cũng xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và làm ăn thật phát tài nha mọi người. Thì năm mới thì Nguyên Đồng cũng chúc toàn thể quý của chú anh chị và các bạn một năm mới là dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Thì sẵn đây thì mình cũng chúc luôn những mạnh thường quân đã ủng hộ anh em mình trong suốt thời gian qua. Thì cũng chân thành cảm ơn đến toàn thể của chú anh chị. Thì hôm nay nói đi. Thì hôm nay á, thì ở cái video trước thì anh em mình đến đây là để tìm hiểu xem á, cái hôm trước nữa là anh em mình có dùng những cái món thần khí ở trong miếu ông già nè và quýnh quỷ. Nhưng mà không biết thế nào thì tập vừa rồi á, thì anh em mình đến quay thì không biết là như thế nào, nhưng mà cuối video anh em đi vô thấy nó bay lẫn lẫn trên cây á. Thì cả nhà coi như là cái vong linh này á, thật sự là tính ra khá mạnh á. Tính ra là muốn hại anh em mình rất là nhiều, nhưng mà anh em mình vẫn kiên trì cả nhà. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị là khuyên anh em mình không nên đến đây nữa. Và cũng như là có người kêu diệt luôn. Nhưng mà anh em mình thì trước bây giờ thì không có đến đây thì nó quá nguy hiểm. Mà thật sự là anh em mình cố tình đến đây để coi như là cúng, đến cúng thường xuyên là mình muốn là coi như là giúp đỡ cái vong linh này. Thì cũng như muốn giúp đỡ cho cái vong linh này siêu thoát, nhưng mà kiểu vong linh này dữ quá cho nên mình không tiếp cận được. Không biết là đến bao giờ mới tiếp cận được đây. Thì hôm nay anh em mình đến đây với mục đích đó thì chắc có lẽ thì anh em mình nói chung cái vấn đề này anh em mình nói ra thì chắc chắn thì mình không có biết được là có thành công hay không đó. Thì hôm nay anh em xuống đây sẽ có thể là đốt nhang cúng kiến ông miếu ông già trước ha, và khấn vái cũng như là xin ông già ra mặt để giúp cho anh em mình, cũng như là giúp cho con linh đó có thể đi tu hoặc là như thế nào đó để bớt giữ lại. Mà chứ bây giờ đó, thật sự là coi như là anh em mình cũng đã bí đường rồi, hết cách để làm cho cái vong linh này nó hiện lại cả nhà. Thì hôm nay thì chắc có lẽ Tú sẽ ban vái xin ở trong miếu nè, xin ông già thu phục, xin ông già hiển linh, mà không biết không biết có thành công hay không, không biết có thành công hay không. Tại vấn đề này là tại vì sao miếu ông già là ông già là không phải là một cái hương linh mà hầu như là một cái bậc ở trên rồi. Đúng rồi. Nên chúng ta chỉ xin chứ không phải là chứ không phải như những hương linh mà chúng ta muốn chịu hồi là chịu hồi. Đúng rồi. Đó, có những nhiều người vẫn chịu hồi, những người thần thánh luôn luôn. Nhưng mà thật sự mình nói thì có những cái người là người ta có thể là chịu hồi được hết bạch chùa thường. Mình nói thật, cái những cái vị đó là họ họ là như là thuộc lính dinh dương mà tiên à, lính địa tiên, coi là tiên dưới đất à, tiên dân phủ, mà người phàm lại chịu hồi được là cái đó là không có thật. Một cái chuyện rất là vô lý, tại vì mình cũng làm tâm linh thì mình cũng biết phần nào cả nhà, chứ không phải là không biết. Nhưng mà về cái vấn đề đó là không có, nếu mà mình khẳng sinh khẳng cầu gì đó, người ta có thể hiển linh, người ta có thể giúp mình được. Chứ còn mà đâu phải là thần thánh gì đâu mà muốn chịu hồi là chịu hồi được. Ok, thì chắc có lẽ anh em mình cũng nói đến đây thôi. Thì bây giờ thì cũng xin mời cả nhà cùng anh em mình đi ra ngoài đó nha.
Thì Còn mà quên nữa, thì bây trước giờ khi em cúng đi, vào đó em cúng thì em bái đi. Tú sẽ đốt nhang và cúng vái nâng miếu này là miếu của ông già, và cầu xin ông già giúp đỡ anh em coi như thế nào nha, có được hay Thì không, để mình quay. để Thì cả nhà hôm nay thì hai anh em mình chuẩn bị rất là nhiều bánh với lại trái cây cả nhà, để xin nhờ ông già Hiển Linh để giúp đỡ cho anh em mình có thể thu phục cái vong linh dữ ở ngoài cái miếu nhỏ đó cả nhà. ôi mà không miếu có quẹt trong tiêu chân luôn rồi. Thì hôm trước mọi người anh em mình có dùng những cái thần khí đó mọi người, nhưng mà không biết là có kết quả gì không, nhưng mà hôm sau lại thấy nó bay lại lửng lửng cây á. Bài thấy bài lửng lửng, hai anh em mình muốn bò, anh đứng hình luôn đó, Em bò không nổi, em nằm luôn. đứng hình luôn. Ok, mình xin phép được khấn vái mọi người. Rồi ok, nói chung là mình cũng đã nói những cái lời cần thiết để nói, cũng như là xin cầu xin ông già ra mặt để giúp anh em mình, cũng như là có thể đưa hương linh họ đi tu hoặc là đi siêu thoát gì đó. Nhưng mà không, cái đó là mình chỉ là lời văn khấn vái thôi, chứ thật chắc là không biết thì là có thành công hay không, không biết. thì cũng không biết như thế nào cả nhà. Thì bây giờ thì cũng xin mời cả nhà theo anh em mình ra ngoài cái miếu nhỏ đó cả nhà, Ok đi thôi mọi để người. xem coi hôm nay coi anh em mình có quay trên đường không. Ok, đi luôn mọi người. Ừ, đi cả nhà. Thế sao cái hương linh này đợi mình đã cúng hương linh nó xuất ra không hẹn nhau, mà khi nào mà anh em mình cúng hương linh nó xuất hiện, còn bình thường nhiều lần anh em mình vào quay như thế này thì không thấy gì hết. Cái gì đen đen? Cây này có diện đen hả? Có gì không?
Thôi ok cái nhỉ, thì chắc có lẽ thì anh em sẽ tạm dừng máy và đặt camera cúng kiến xem như thế nào nha. Thì hồi lúc nãy mình có khấn vái ngôn miếu ông già rồi, thì rất là mong hôm nay ông già sẽ ra mặt và cũng như là giúp đỡ anh em mình có thể khuyên nhủ cái hương linh này, và cũng như là có thể đưa hương linh đi tu, đi học đạo để có thể siêu thoát một kiếp khác tốt hơn. Đó thì mình rất là mong giúp được cho hương linh này. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ tạm dừng máy và đặt máy mọi người. Thì ok nha, thì hai anh em mình đã bày biện và chuẩn bị cúng kiến mọi người. Thì hôm nay thì anh em mình cũng không có chuẩn bị cái gì nhiều hết, cả nhà thì cũng có một bánh nè, nhưng mà đặc biệt hôm nay thì bánh nhiều hơn. Đốt không cháy nữa ta, gió đốt không cháy luôn. Nhà cúng đây nè, sáu cái nhang bạn. Ừ. Hôm nay cầu mong sao cho ông xưa ông hiện diện. Tấm miếng cà tông này vừa ấy tắt luôn đông rồi đó. Nóng thế nhỉ, có cái cây gì đây, cái cây gì? Thì ok cái nhà, thì bây giờ hai anh em sẽ tạm ra khỏi chỗ này nha. Thì anh em đi ra ngoài tạm lánh mặt cả nhà, thì cả nhà trong này cả nhà quan sát cả nhà.
Rồi, ok nhà ơi. Thì không biết tình hình ở trong này như thế nào mọi người. Nãy giờ ở trong này không biết cả nhà có thấy bông linh xuất hiện không cả nhà? Tắt hai cây nhang thì còn bốn cây, Có mà. tắt hai cây nhang rồi còn bốn cây nhang. Thì nếu mà cả nhà mình thấy ở trong động video mà anh em đặt camera lúc mà ra ngoài đó, mà quý cô chú chị mình có thấy những cái điều gì mà không biết là hôm nay là không giả xuất hiện hay không, tại lúc đầu thì mình có vào, nếu mà khấn vái cũng như xin khẩn xin ông già ra tay cũng như là giúp đỡ cho anh em mình để có thể giúp cho Linh nha mọi người. Tại vì là hai anh em mình thật sự thì cũng là đã cố hết sức, nhưng đến đây cúng cho Hương Linh mà kiểu Hương Linh không có nhận, mà cứ là muốn hại anh em mình không, cho nên hai anh em mình nói chung là hết cách đó cả nhà, phải nhờ đến cầu xin ông già kiểu thu phục được. Nếu là thu phục được thì anh em mình không đến đây nữa. Thì ok nha, thì có gì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em nha. Lưng Ông già gì á? bên cái động động lá. Chắc ông già đó. Ông còn đứng. Kêu anh em mình đừng quỳ lại gì á, không Không biết, thấy không được kỹ. tối quá thấy mờ. Cũng đi vậy. Mắt thấy à, Cũng đi vậy. tối quá mà thấy thấy bóng dần 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 thấy không? Thấy mờ mờ thôi. Mà giống nghe giống ổng nó mới phải, không biết không biết nữa. tại vì thấy kiểu đi lơm khơm á. Chứ em thấy như đầu có nóng lá. Được cái cả nhà, thì hồi nãy là hầu như là anh em mình thấy là rất là giống ông già ông xuất hiện đứng ở chỗ này cả nhà, mà không biết là có phải hay không, anh em mình giờ cũng không rõ nữa. Thì chắc có lẽ trong cái camera mọi người xem chắc có thể là thấy, nhưng mà tại vì ở ngoài này mình rất là tối không có thấy được, nhưng mà thấy dạng dạng mờ mờ thôi, nhưng mà nhìn có thể nhìn ra cũng như là cái tướng ổng đứng khom khom lưng á. Thấy đưa 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 gì nè, đưa đưa tay gì nè, như là kêu hai anh em mình đứng lên á. Lúc hai anh em mình lại á. Thì ok nha, thì lúc nãy thì ông già có xuất hiện hay không thì quý cô chú anh chị mình nhớ comment cho anh em biết nha. Thì thôi chắc bây giờ anh em mình đi về, và Thì chắc ok cả nhà, thì nói chung á thì hôm nay thì cũng là mùng 3 Tết nè. Thì cuối video thì hai anh em mình cũng không quên chúc sức khỏe đến cả nhà và tràn đầy hạnh phúc cả nhà. mà làm ăn phát tài quá nha ơi. Chào Bye cả nhà. bye mọi người.